Có thể bạn chưa biết, trong Blood Food, nếu như bạn đang có cho mình một trái cao su thì hãy cầm trên tay và ăn nó ngay lập tức. Sau đó bạn sẽ có sức mạnh của Monkey D. Luffy. Nhưng nào ngờ trái ác quỷ này chỉ có thể giúp bạn sử dụng Gear 2 của Luffy, và nó sẽ cực kỳ yếu. Sức mạnh, cơ động và PvP là những gì mà trái ác quỷ này không có. Để thức tỉnh trái cao su thì việc đầu tiên bạn cần làm là hay đến C2, và sau đó chạy vào quán cà phê và đi xuống dưới tầng hầm này. Tiếp theo là đi đến chỗ bàn cờ vua để bùng gốc lan, và sau đó bạn sẽ thành công xuống được dưới nước. Và việc của bạn là chỉ cần bơi đến chỗ khu vực ở góc xa, và sau đó tìm một chỗ góc tường và tốc biến vào bên trong. Và đây chính là nơi thức tỉnh trái ác quỷ mỗi lần đi ra. Nhưng nếu bạn thức tỉnh luôn thì chắc chắn nó sẽ bị lỗi và không thể nói chuyện với MP. Lúc này bạn thức tỉnh trái ác quỷ cao su với giá 15.000 điểm ấy ạ. Chưa, về của bạn sẽ thay đổi, và Gear 2 của bạn sẽ trở thành Gear 5. Sau đó với sức mạnh Gear 5 này thì bạn làm bố cả server luôn. Có thể bạn chưa biết, đây là thanh kiếm tam bảo kiếm của Zoro trong Blood Food, và nhìn có vẻ trông khá là ngầu. Ba thanh kiếm này có thể giúp bạn tạo ra lúc xoáy để kết liễu đối thủ. Vậy sẽ ra sao nếu thanh kiếm tam bảo kiếm này có cách để nâng nó lên V2? Đó là bạn hãy kết hợp nó với thanh triple katana tại C1. Việc đầu tiên là hãy đến ngay chỗ bác thợ rèn, đây chính là con NPC giúp bạn nâng cấp vũ khí. Và để bạn kết hợp thanh tam bảo kiếm với thanh triple katana lại với nhau, sau đó thì bạn đã có thể kết hợp được nó. Và bây giờ nó có những chi thức cực kỳ bá cháy. Khi bạn bật Haki thì nó nhìn lực hơn rất nhiều, thậm chí có xuất hiện những tia sét đỏ. Và nó có thêm một chiêu mới, đó chính là chiêu C, giúp bạn biến thành ba đầu sáu tay. Với sức mạnh này thì gặp ai bạn cứ hỏi là mày biết bố mày là ai không. Có thể bạn chưa biết, trong Blood Food có một trái ác quỷ chỉ với một chiêu của nó đã có thể gây ra gần 10 triệu đam. Và cũng đã có một số YouTuber cũng đã sở hữu cho mình loại trái ác quỷ của chúa này. Để lấy được trái ác quỷ này, bạn cần phải đến đảo rùa và đến cho vị trí những ngôi nhà trên cây. Sau đó bạn chỉ cần nhìn ở cuối đường có hai cây nấm thì chắc chắn ở bên cạnh nó chính là ngôi nhà trên cây mà chúng ta cần tìm. Sau đó bạn vào đấy thì bạn có thể thấy một anh chàng Goku, và anh ta sẽ cho bạn trái ác quỷ nếu như bạn hoàn thành thử thách. Và thử thách đầu tiên đó chính là bật cao hơn toàn nhà cao tầng trong một lần nhảy duy nhất. Còn thử thách thứ hai là kill một người trong server. Đối với thử thách đầu tiên, chúng ta cần chuyển qua chế độ nhấp để di chuyển, và sau đó sử dụng tổ hợp phím là bạn có thể bật cao như chim mà không cần dùng trái ác quỷ. Và việc còn lại là hãy tiêu diệt một người trong server. Và sau khi mở kho đồ lên thì bạn có thể thấy trái ác quỷ bản năng cực của Son Goku. Nó sẽ cho bạn một ánh hào quang xung quanh người và giúp bạn tăng 1000% đam. Với sức mạnh này, bạn hoàn toàn có thể one shot một con Kitsune. Người đàn ông này đang điều khiển con thuyền của mình về khu rừng phía trước, bởi vì anh ta là một người tiểu phu. Sau khi đến gần khu rừng, anh ta lấy ra chiếc rìu của mình và làm việc rất chăm chỉ từ sáng tới tối, cho đến khi anh ta hoàn thành công việc và quyết định mang cây rìu của mình về nhà. Nhưng không may anh ta đã làm rơi chiếc rìu của mình xuống nước. Đứng trên bờ, anh ta cực kỳ sợ hãi và rất buồn vì chiếc rìu của mình. Nhưng ngay sau đó, có một người đàn ông bí ẩn tiến đến cùng với một chiếc rìu ngay trên mặt nước. Ông ta chạy ngay đến chỗ anh chàng tiểu phu và nói rằng trên tay mình đang là một chiếc rìu. Nhưng chiếc rìu mà ông ta đang cầm trên tay lại có màu trắng và hỏi rằng đây có phải là chiếc rìu của anh chàng tiểu phu hay không. Với bản tính thật thà của mình, anh chàng tiểu phu không nhận chiếc rìu này, và người đàn ông bí ẩn kia quyết định tặng cho anh chàng tiểu phu một trái dragon cùng với một nút đăng ký và một nút like video cho sự thật thà của anh chàng tiểu phu. Trong một lần lên núi vào ban đêm của Cristiano Ronaldo, lúc này anh ta đang đứng trên một khẩu pháo tại hòn đảo bánh kẹo, và anh ta đang có ý định đánh cắp một số công thức làm bánh tại ngôi nhà này. Nhưng nào ngờ trước cửa nhà máy lại là một tên vệ sĩ khổng lồ, và hắn ta cực kỳ mạnh. Nhưng tên vệ sĩ này trước mặt của Ronaldo lại chỉ cần vài chiêu cơ bản là có thể hạ gục tên vệ sĩ. Sau đó anh ta nhẹ nhàng tiến vào xưởng làm bánh và đang bị một tên to gan cắn lén. Khi anh ta bật Haki quan sát thì mới phát hiện ra tên to gan này. Sau đó Ronaldo kéo tên này ra ngoài, và hắn ta chính là tiến sĩ Xì Chum. Biết mình không thể trốn thoát nên hắn ta đành phải giao nộp công thức bí mật cho Ronaldo, và từ đó tạo ra một con chip. Và sau đó hãy hứa với, và ngay sau đó ngài tiến sĩ đã cảm nhận được nguy hiểm. Hóa ra con chip đó đã triệu hồi ra Kitsune. Cho dù Ronaldo có sử dụng đến tộc V4 thì vẫn không phải là đối thủ của nó. Không hề chần chừ, ngài tiến sĩ với con chip trên tay lao vào người của Ronaldo, khiến anh ta trở thành một cỗ máy hủy diệt. Và với sức mạnh mới này, anh ta kết liễu con Kitsune, khiến cho nó ngỏm ngay tại chỗ. Trong một lần đi raid của Cristiano Ronaldo, vẫn như mọi ngày, anh ta mở khóa phòng thí nghiệm và mua chip để đi raid. Nhưng lần này Ronaldo lại mua chip Phật tổ và vô tình làm nổ phòng thí nghiệm, đã đưa anh ta vào trung tâm của vũ trụ. Và đây chính là cảnh giới của đa vũ trụ. Lúc này tại vũ trụ Realmpes có một phiên bản Ronaldo cực kỳ mạnh, có thể cắt Gozo lại làm 4 phần, và đẳng cấp của phiên bản Ronaldo này là không có gì để bàn cãi. Ôi trời ơi. Và tại vũ trụ chiến trường mạnh nhất cũng xuất hiện một Ronaldo với thanh kiếm lửa cùng với kỹ năng không hề thua kém. Ronaldo tại vũ trụ Blood Food cũng đã nghe được tin bọn chúng lên vũ trụ của mình, nên anh ta đã quyết định sẽ tiêu diệt toàn bộ những tên Ronaldo. Và tại thị trấn trung tâm đã có một cuộc chiến xảy ra giữa hai Ronaldo của hai vũ trụ khác nhau. Ronaldo Realmpes outing hoàn toàn, dễ dàng tiêu diệt đối thủ. Ngay lập tức Ronaldo của Blood Food lao vào tấn công, biết mình cần phải thắng liều. Ronaldo Realmpes hóa khổng lồ, nhưng nào ngờ bị nhân vật chính dìm xuống nước, khiến cho hắn ta ngỏm ngay tại chỗ. Có thể bạn chưa biết, trong Blood Food đây chính là trái dragon, và trái ác quỷ này đang có tin đồn rằng nó có giá tiền còn cao hơn cả Kitsune. Nếu rằng tin đồn này là sự thật, hãy cùng nhau kiểm chứng. Chứ hẹn bạn nào muốn trái đồng này trong kho đồ của mình, hãy nhấn ngay vào nút like video và đăng ký kênh trong vòng 3 giây. 3, 2, 1. Như các bạn đã biết thì trái đồng trong update sắp tới sẽ được sửa lại và nâng cấp, và trên mạng xã hội đang có tin đồn rằng nó có giá trị lên đến 15 triệu berry. Và hôm nay tôi sẽ kiểm chứng tin đồn này, nhưng sự thật thì nó chỉ có 3.5 triệu berry. Và trái đồng này đang có giá cao hơn Kitsune, nhưng sự thật thì giá trị của trái đồng vẫn thấp hơn Kitsune, và bạn không thể mua được nó. Và hình dạng mới của trái đồng sẽ trông như thế nào? Và con đồng này sẽ có màu trắng cùng với một hình dạng cực kỳ ngầu. Đâu thể đây chỉ là hình dạng mới của trái đồng sau khi được làm lại. Mua mô hình trái ác quỷ Blood Food tại đây. Có thể bạn chưa biết, trong một cuộc chạy đua giữa Leopa và Kitsune, đây đều là hai con vật có tốc độ nhanh nhất thế giới. Nếu bạn đoán đúng con vật chiến thắng trong cuộc đua này, bạn sẽ có cơ hội nhận ngay một mô hình trái ác quỷ dưới giỏ hàng. Và cuộc đua sẽ bắt đầu ngay lập tức. Hai thí sinh phóng dìm về phía trước, nhưng có vẻ sáng nay Leopard chưa ăn cơm nên nó chậm chạp trong những bước chạy đầu tiên. Lúc này Kitsune đã bỏ xa đối thủ và quyết định ngoảnh đầu lại. Nó cho rằng Leopard không thể nào thắng được mình nên nó đã tìm một chỗ mà ngủ thiếp đi một lúc. Và đây chính là cơ hội của Leopard. Nó vận công hết sức lực chạy với một tốc độ bàn thờ, mặc dù lực ma sát làm cho nó bỏng cả đít, nhưng Leopard đã nỗ lực vượt qua Kitsune và về đích. Lúc này Kitsune mới hốt hoảng chạy theo, nhưng Leopard đã xuất hiện và dạy cho nó một bài học về tội ngủ quá giờ trưa. Có thể bạn chưa biết, khi bạn sang C3 trong Blood Food và sau đó đi đến vị trí của con NPC thuyền trưởng, bạn sẽ thấy thanh niên này không mặc quần. Rất có thể bạn sẽ nghĩ rằng đây là lag game và không thèm để ý, nhưng tại C2 và tại C1 thì bạn đều thấy
thấy tên này không mặc quần, vậy chiếc quần của ông ta đang ở đâu? Và đây chính là cách lấy quần cho ông thuyền trưởng. Đầu tiên bạn hãy đến vị trí bí mật tại đảo rùa. Trong đây bạn sẽ thấy một chiếc rương bí ẩn và nó không thể bị phá hủy. Và sau đó chuẩn bị cho mình một trái ác quỷ bất kỳ và nó có thể ném được và thả nó trên chiếc rương bí ẩn. Và sau đó hãy đứng ở ngoài đợi kết quả. Thì đối chắc chắn sẽ có một người chơi sập bẫy. Việc của bạn bây giờ là chỉ cần lột quần của thanh niên trộm trái ác quỷ và sau đó mang chiếc quần đưa cho ông thuyền trưởng mặc. Và điều này thực sự tốt hơn một YouTuber nào đó mua ngay mô hình trái ác quỷ Kitsune tại sổ hàng.